một bài đấu quân cân, Zom và Maxe. Donna Rogan, Oklahoma. Lauren, Alamaz. Rogan, Alamaz. Oklahoma, Alamaz. Alamaz. Rogan, Donna Alamaz. Oklahoma, Alamaz. Rogan, Oklahoma, Alamaz. Oklahoma, Rogan, Alamaz. Lauren, Oklahoma, Donna E. Oklahoma, Donna E. Alamaz. Alamaz. Lauren, Alamaz. Hello. Vâng, xin chào anh Vũ Văn Quyền nhá. Đó, như vậy anh Quyền vẫn đang theo dõi kèo thi đấu anh ơi. Và anh có thể thả cho em một phần bình luận không anh? Không biết anh Quyền có hay xem trên các fanpage của các game thủ nào hay không? Không biết là anh thường theo dõi bên Ego, bên SBS hay là bên VEC? Đây là một trận đấu có quân cân thôi, quân cân. Maxe ta sẽ có những cái bài đấu để đối đầu với Zoman, như kiểu là bài đấu đánh chém thủ Y và chuyển A, hoặc là đánh chém chuyển A luôn cũng được. Còn Zom sẽ cần một bài đấu công sớm với đội Maxe. Ok, chào anh Lee AI nha. Bằng Lee AI gì đấy. Hello. Và ta quay trở lại với trận thi đấu chung kết của thủ xi măng trong C này thôi. Một bài đấu 25 dân của Zoman và kích đời trong 11. Cũng là một bài đấu lên đời không được sớm cho thủ Zoman. Kích đời trong 10, 11, 10 như này. Hai mươi lăm, 28.
Con giò mình có lẽ sẽ là một con giò được nâng cấp đầy đủ công nghệ mắc bêu luôn. Và quan trọng là thích nâng cấp hay không thôi. Chặt gỗ hay như thế nào? Đúng rồi, công giao đầy đủ. Như vậy đây không phải là một trận đấu mà game thủ xi măng có tên đẩy đi những con dân cùng với con giò để đâm y. Một bài đấu quyết định là mang đúng một con giò đi thôi. Ở nhà mình bãi vàng bo bê. Con hoang thêm cho mình một bầy vô 4 con, 5 con, 6 con. Một tình huống lỗi nhẹ dành cho game thủ xi măng trong tên giò nhà đầu tiên của chuyến mệnh. Ăn được cái bãi này thì ta sẽ có lực rất khỏe và lên đời xong thì game thủ xi măng có thể lên cho mình cái bánh xe. Giò truy mệnh cũng đã đến. Một tình huống đang quay là khá hay. Ui, mệnh chuyện này lên đời 3 sớm nhỉ. Đã đời 3 cho truy mệnh rồi. Ok, ăn được một dân và bạn cũng đang có một con y thủ. Nhà này rất dễ là truy mệnh sẽ khung nhà và đánh cung đấy. Đây là một bài đấu hình như truy mệnh đang kiểu bo bo gom gom lại được. Khả năng sẽ đánh kiểu đánh cung. 24/52. Mệnh đang đi công khá hiệu quả trước game thủ chi và game thủ xi măng. Vâng, những tình huống vẩy e là khá hay cho xi măng để bắt được con giò và cũng như cả con chém đối phương. Ăn được con chém và con giò của đối bạn. Thậm chí là game thủ xi măng cũng đang chơi một bài đấu có p luôn. Cũng hợp lý thôi. Khi mà con phù game thủ xi măng là con phù đứng trong cái hốc bất tử. Cái quan trọng là game thủ Max C họ có đâm vào đây hay không thôi. 23/52. Và cho anh Hậu 779 nhá, cho anh em nhá, cho anh Vân Quyền. Ok, cảm ơn anh Hậu nhá, cảm ơn anh Hậu vừa thả team cho đồ live stream. Không biết anh Hậu hay theo dõi trên kênh sóng nào anh ơi. Anh Hậu có hay theo dõi chế không? Và hôm nay lần đầu tiên em phát trên trên kênh như này, trên kênh của RFVC. Vâng, hy vọng là 40 anh em sẽ thả cho em tân bình luận anh em ơi. 40 anh em có thể làm cho em một tân bình luận không ạ? Không biết là anh em khán giả có anh em xem chế nhiều hay không? Không biết là anh em xem chế và chúng ta đã gặp nhau trên các fanpage chưa? Hay là những anh em theo dõi trên đây là nhiều những anh em khán giả mới. 23/56. Đây là bài đấu mà game thủ truy mạnh như đang muốn chơi khô máu với Zoman rồi. Đánh kiểu bài châu y. Bên kia không biết là công 4-4 hay chưa. Vâng, mạnh đang công khá khó chịu thời điểm này. Ok, trung hoàng cái bãi quả. Phu. Ừ, đúng rồi, làm tí chém nào. Rồi, làm ngay được con trẻ Maxi. Nhưng hơi tiếc một chút, tờ này giá như ta sóc đều phù hơn. Ta sóc đều phù hơn thì khả năng tân vừa rồi có 2p, ta lấy được hai con chém đối phương và ta sẽ chém ngược đối bạn. Những con y vẫn đang chỉ là công 2 giáp 2 cho mệnh thôi. Mình là công 2 giáp 4. Mình hơn họ cái giáp. Tiếp tục phù những con chém của đối phương. Được ngay, thấy chưa? Không hề đơn giản, vậy cũng tươi hết nhỉ. Rất ổn đấy. Mặc dù chém Max C nhưng mà tân này nó vẩy cực kỳ nhanh, vẩy nhanh. Nhưng mệnh đông y nhở. Cảm giác y của mệnh đông hơn khá nhiều. Mang sóc phù không anh ơi?
Làm sóc phù cái để đối phương đi vào đây mình có phù để chơi. Có phù để vẫy hai con y đối phương. Mạnh đang rất gấu và đang đi luôn cái nhà bi của mình. Căng ấy nhờ. Khoai rồi. Mạnh quá khỏe bao này. Chủ động đánh một bài đầu 2 y luôn với những thủ Zoman. Như vậy là ta để thua trong C đấu đầu tiên với tỷ số là 1-3 anh em ơi. Và các em đến với trận đấu đầu tiên của C2 nhá.